Good morning. Chào buổi sáng. Chay, rồi tối hôm qua mẹ với Chay thức khuya quá, Chay ngủ có ngon không? Dạ. Hả? Ngon không con? Màu blue, màu pink. Ừ. Màu blue, màu pink hả? Oh wow, Halloween. Ghê vậy ta, Halloween ghê ta. Yes, Halloween. Ừ. Sáng nay mẹ cho Chay ăn nuôi nữa cô chú ơi. Mẹ nấu nồi nuôi siêu to khổng lồ quá. Ăn 8 ngày mới hết. Mà Chay ngủ có ngon không? Dạ. Giỏi. Nay là mặc dù ngủ trễ vậy mà sao sáng nay dậy sớm, chắc tại do cái máy hiếp bị hư. Máy hiếp bị hư rồi nhà lạnh. Giờ mới có 11 giờ chứ mấy. Mẹ. Gì con? Trời ơi, con ghê ghê. Gì nóng dữ vậy hả? Mẹ thổi nãy giờ mà. Trời. Sorry. Trời. Xin lỗi tình yêu. Trời con mẹ. Trời mẹ thổi con. Rồi mẹ thổi con nè. Sợ chưa? Đỡ nóng chưa? À. Chị hello ngoại đi chị. Hello chị. Con nó nói là con đang ăn. Dạ. Con ăn không khỏe hả? Ngoại hỏi nó đang ăn gì ngoại? Con đang ăn cái gì á? Con ngoại nghe. Con đang ăn gì? Chay con đang ăn con gì? Ngoại nghe. Con nói con ăn nuôi. Nói đi. Giỏi quá. Mày biết ăn nuôi giỏi quá. Nhà gì? Nhà sao? Bà ngoại coi liếc con ngoại cưỡng bể bụng không Chay? Ngoại coi liếc ngoại cưỡng bể bụng luôn kìa Chay kìa. Liếc nào? Liếc mà ngồi ngồi ngoài chỗ đứng thịt đó hả? Chiều quá ham. Thấy người ta mở cửa ra ngoài ham chạy té 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 xong nó đánh bắt thanh tay lại chạy vô xong rồi cái khoái quá chạy ra xong chạy vô khoái hả? Có tiền không? Yeah. Khoái thì có tiền mua không? Tiền gì? Ủa mẹ đang nói chuyện ai trời? Bảo rồi. Cô chú coi ba Chay lấy đôi dép mang vô cho Chay nè. Coi nó ngồi tướng ba nó kêu đưa chân đây ba nó mang cho con nó ngồi tướng. There you go. Được không? Không có một. Đó rồi, rớt dép. You lost one. Trời ơi, rớt dép. I got you. Yay. Chay này mặc cái áo với quần hợp dữ ta, mẹ không có ngờ luôn. Gì Chay? Gì đem em ra đây nằm đây Chay? Hả? Sao không đem em ra đây nằm đây? Em ba bà đang chi đó? Một cái. Thì một cái. Hai cái lận. Dục ba bà vô. Mày sao dục ba bà đó? Dục ba bà cay ăn chay. Ba bà đó cay hả? Cay. Ba bà chó. Khôn ghê không? Ba bà đó mày chét dầu vô cay rồi dục ba bà. Còn cái ba bà màu đỏ này chưa bị chét dầu này chưa cay rồi phải không? Bữa nào lén lén cái ta chét dầu thêm cái đó nữa rồi xong luôn. Dục quá. Dục ba bà nữa chứ. Nhớ nha. Bữa nào mày thấy ba bà nó nói dục hả? Nó cầm ba bà lên nó nói dục ba bà. Kéo mền lại nằm ngủ đi. Gì con?
Hấp vô làm sao? Con muốn hấp vô làm sao? Ý là nó nói cái mẹ giúp con đó, mà nó kêu hấp vô. Chạy đi, you gotta say help me. Oh, she's saying help you again? Yeah. Chạy đi, say help me. Mommy, help me. Nói mẹ ơi, giúp con. Chứ không phải hấp vô. Đúng rồi, mẹ oh, help me. Lazy. You don't need help. Help me. Gì vậy? Cái gì vậy? Mở ba ba ra. À, con lấy cái chai này ra là con đòi mẹ mở ra cho con sức á hả? Sức lotion đó hả? Cái da bị khô hay gì đòi sức lotion? Hả? Sức lotion ở đâu? Tự nhiên thôi thôi bậy à. Đang lên video quá nha. Nha. Không có bậy nha. Wow, Chay ngủ vậy là có ăn liền cô chú ơi. Chay đang ăn món gì á? Ăn cheese. Ăn cheese với lại gì nữa? Bacon. Bacon đúng rồi. Rồi gì nữa? Cheese. And cheese and then what is this? Cheese. No, what is this? Cheese. No, it's not cheese. It's egg. Egg. Yeah, trứng. Trứng. Đó, cô chú muốn chơi nói tiếng Anh luôn. Mẹ ơi luôn. Mẹ ơi luôn. Mẹ mua. 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 Hả? Quá trời luôn. Ai mua? Không. Ai mua? Không có gì con hỏi mẹ được. Sao mày hỏi lại con nói không? Ai mua? Không. Mẹ mua. Mẹ ai mua? Mẹ mua. Ai mua? Không, tao đập bây giờ á. Sao mà mẹ hỏi con hỏi mẹ được mà mẹ hỏi là con lại con không? Hả? Uống nước không? Uống đó đó hả? Biết cái này là gì không muốn? Con đang uống gì vậy chay? Uống cà phê. Uống cà phê. Uống cà phê ngon. Uống cà phê ngon à? Uống cà phê ngon à? Ai mua? Không. Nè cô chú này, cho cô chú miếng này. Cho cô chú miếng đi. Sao vậy? Đúng rồi, giỏi quá. Cô nói cô chú ăn đi. Nói cô à. Cô chú ăn đi. À âm. À âm, giỏi quá. Ai mua? Không. Thôi, đừng lấy tay bỏ vô. Đã quá, ngủ vậy có đồ ăn ăn liền. Ai mua? Cầm. Nè con kẹp lại rồi, con bỏ vô con ăn luôn, con cắn một cái miếng bự luôn. Nè con kẹp lại vậy nè, đó, con kẹp lại vậy đó, con cầm được con cắn miếng bự luôn. Cầm cắn vô. Ui chào ơi. Ngon không? Ai mua? Ai mua? Oh wow. Ngon quá. Ăn thịt đi. Ui chào ơi, ngon quá. Cắn miếng nhỏ thôi. Cắn nhỏ. Uống nữa hả? Uống cà phê nữa hả? Uống gì vậy? Đây. Uống cái gì vậy? Đây mẹ. Ừ, Daddy, để Daddy đang học Lan làm mà. Có mẹ. Hả? Ừ. Ok mà. Ai mua? Cơm. Không, đập cho bây giờ. Ai mua? Ai mua? Mẹ mua. Mẹ ai mua? Mẹ mua. Wow, quá chiêu. Wow, quá chi luôn. Hồi nãy giờ nó ăn mà. Ê, đó, con dồn cho trong miệng một giống vô rồi con nhai không hết là mày đập con á. Thấy chưa?
Thấy chưa? Cắn từ từ thôi. Đúng rồi. Ai mua? Ai mua? Con chữ. Hả? Ông gì đó mẹ? Hả? Cái tiếng của cái máy tính đó. Chứ đâu có con gì đâu. Con chơi chơi. Em chay chay của mẹ em ơi. Chay ơi. Muốn ai biết? Muốn ai biết vào. Để chú. Từ từ. Từ từ mẹ để xuống cho. Mẹ vậy. Này. Em ăn lồng ngoại đi. Muốn Superman. Muốn Superman hả? Muốn Superman cái. Rất rất kỳ đâu chay. Rất. Rất kỳ đâu. Dạ rất kỳ. Rất kỳ đang làm gì vậy? Con muốn nè. Nhớ Superman. Ừ, Superman hả? Ai mua? Mama trái. Trái ra. Ta coi. Rồi nhưng mà cái này là ai mua? Út mua. Đúng rồi, ai mua? Ai mua? Cho Út mua. Đâu phải cái này ai mua? Ai? Ngoại mua đúng rồi. Cái gì? Ngoại mua gì? Dây chuyền. Ồ đúng, ngoại mua dây chuyền nha trời. Đẹp quá. Ngoại mua đẹp quá. Ai mua? Cơm. Ai mua? Cơm. Đôi bông ra ai mua? Ai mua? Mẹ Ngân. Con chay mua gì? Chay mua gì vậy? Chay có mua gì không? Hả? Chị có mua gì không? Chị hồi bữa hỏi cái gì mua, hỏi nó cái gì, nó nói chay mua, có hỏi tiền đâu mua, nó nói ai biết. Rồi đó, cái nón đó hả? Cái gì ta? Cái nón gì á? Ăn từ từ thôi chị hai ơi, chị hai. Chị dồn vô trong miệng gì đã xong rồi chị nhả ra là em đập chị đó. Nuốt đi không? Nuốt từ từ xuống, nuốt từ từ. Uống nước nhiều vô nghe chưa? Giỏi quá. Giỏi quá. Đúng rồi, ngon quá. Vậy cái mẹ có đồ ăn liền, ăn ra bước lên ăn liền. Nó con này nó khoái ăn đồ Mỹ. Con này mà con sáng mà con sầu nuôi hay là con sầu hủ tiếu hay sầu cái gì nó cũng không ăn á nghe. Ừ, chắc nó ăn giống ba. Kỳ thì chứ, ừ, ăn y chang ba nó vậy đó. Mẹ, ăn mẹ. Pizza là ăn liền ngay lập tức á. Pizza. Đúng rồi. Với yeah, gì đó. Mốt là đồ Mỹ là nó cũng đồ Việt Nam là nó cũng kén lắm chứ không phải dẫn với con này đâu á. Đúng. Mẹ nói đi tập cho nó mà mẹ không có tập. Mẹ 2, 1, 3. Giờ là ăn bacon, ăn thịt xông khối rồi. Bacon. Bacon đúng rồi, thịt xông khối. Thịt khối. Đúng rồi. Chị giỏi quá. Ai mua? Cầm. Dạ. Gần gần mặt chay lại cho cô chú coi, lâu quá không quay gần mặt chay lại cho cô chú coi vậy. Đó. Chay chay con này chay. Chay con này chay. Chay 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 con này. Ai mua? Ai mua? Con ghê con gì đó? Con ghê ghê. Con ghê ghê. Mặt mà.
À, trời. Sao vậy? Dừng bút đi. Mẹ ơi, bác ngoại ơi. Hello ngoại ơi. Mặt muốn giọng chưa? Cô chú nhìn mặt muốn hôn miếng không? Cô chú hôn miếng nè. Hôn miếng 1, 2, 3. Cái gì đâu? Đi làm nữa hả? Đi làm rồi. Đi làm đi nha. Đi làm vui vẻ nha. You're a shopper. Get your job as shopping. Shopping for Bubba. Ok, chạy đi làm vui vẻ nha. Shopping for Baba, yeah. Yeah, that's what I told you. Rồi thôi, bye bye ngoại đi. Bye bye. Đúng rồi. Bye bye con. Chúc mọi ngủ ngon đi. Thế chúc mọi ngủ ngon. Đúng rồi. Chúc kèo chay. Bye bye chay nha. Bye bye chay. Rồi, bye bye. Bye bye. Đây, sao đây làm nghề gì mà sao giống đi lượm dây chai vậy? Thấy chỗ nào cũng ghé lại cũng lượm vậy. Chị đi. Yes. Come in here. Bring your shopping cart. Nè, đợi ba kêu kìa. Jane, welcome to the Baba store. Today I only have 3 Babas for sale. So I have it looks like a ducky. I have some flowers. Or I have green. Okay, which one would you like? Okay, flowers? Okay, flowers. It's a really nice one. See, it closes when it drops, so you don't get stuff on it. Oh wow! You want this one? No. That'd be 25 cents. This one. Oh, thief! She can pay 25 cents. You gotta pay him, JD. You gotta pay. You gotta pay me. Where's your money? Trả tiền. Oh, thank you. Good job. You get no change because you gave me fake money.